Rồi chúng ta làm đề kiểm tra 45 phút chương nguyên tử của trường Cao Nguyên 2016-2017. Câu 1. Các nguyên tố hóa học trong nhóm 8A có đặc điểm chung về cấu tạo trong được kê như sau. Nhóm 8A của chúng ta hiểu, nhóm 8A của chúng ta là gì? Nhóm 8A của chúng ta là tương ứng với 82 lớp ngoài cùng. Được chưa? Đó là nhóm khiếm á. Khiếm thì trong phân tử chỉ gồm một nguyên tử đúng, ví dụ như là heli này, neon này, argon này. Được chưa? Yêu cầu chúng ta là có đặc điểm chung là cái này đúng rồi này. Cấu hình hai lớp ngoài cùng là có dạng NS2NP6 này, này đúng này. Được chưa? Hầu như trơ không tham gia phưởng học ở nhiệt độ thường đúng này. Lớp electron ngoài cùng đã bão hòa và bền vững đúng này. Rồi bây giờ chúng ta coi thử nha. Phân tử dư gồm một nguyên tử, cái này không nói lên đặc điểm của nó. Đặc điểm của khí hiếm là gì? Trơ về mặt phân học, được chưa? Câu đúng nhất ở đây là câu C. Đây mới là đặc điểm chung. Tất cả cái ý đây là đúng, nhưng đặc điểm chung là trơ về học thì mới gọi là khí hiếm, được chưa? Những câu D chúng ta là chưa chuẩn xác này. Lớp A ngoài cùng đã bão hòa và bền vững. Ví dụ như là trường hợp heli là trường hợp đặc biệt, đúng không ạ? Nói chung là nó cũng cái câu này đặc điểm chung nhất là phải là câu C. Rồi câu 2. Câu 2 thì nó nói về ion. Rồi. Rồi chúng ta đến như thế này. X trừ và Y hai cộng đều có cấu hình hai lớp ngoài cùng. Được chưa? Người ta hỏi là vị trí của Y trong bảng hệ thống tuần hoàn. Rồi bây giờ nghe kỹ. Mình có X trừ và Y hai cộng. Cấu hình hai đầy đủ là 1S2, H2, 2P6, 3S2, 3P6, được chưa? Về số E của hai ion này là bằng 2, 4, 10, 12, 18, đây là 18. Đây là cái thứ nhất. Chúng ta có như sau, từ nguyên tử X chúng ta tự tạo thành ion X trừ. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tính như sau. Em lấy đầu trừ cuối ra giữa. Không trừ đi âm một thì chỗ này là cộng một, được chưa? Số e này là 18 e, như vậy bao nhiêu cộng một mới bằng 18? Phải đây là 17 không? Được chưa? Rồi 17 thì giữa đây chúng ta sẽ viết được cấu hình e của x này. X của chúng ta là có z là bằng e bằng 17 này. Lưu ý là z bằng e trong gì? Trong trường hợp là nguyên tử còn ion là không đúng nha. Rồi là 1S2, H2, 1S2 này, H2 này, 2P, 1S2, H2, 2P6, 3S2, 3P5. Rồi để xác định được chu kỳ và nhóm cực kỳ đơn giản. Đây chu kỳ của chúng ta như sau. Chu kỳ chúng ta là lớp lớn nhất đây là lớp 3. Như vậy x chúng ta thuộc chu kỳ 3. Chu kỳ 3 này, chu kỳ 3 này, chu kỳ 3 này. Chúng ta bỏ câu A. Được chưa? Nhóm này. Nhóm là chúng ta cộng cho hai cái mũ lớp ngoài cùng là số hai lớp ngoài cùng là bằng 7. Như vậy nó thuộc nhóm 7A. Được chưa? Ô, giấy bằng bao nhiêu thì ô bằng bấy nhiêu? Ô 17. Khớp hết nằm ở câu nào rồi? Nằm ở câu C rồi, chọn C luôn này. Đây là đề thi năm đầu tiên thi đại học quốc gia đấy em. Được chưa? Như vậy trả lời ba câu này. Ô nguyên tố là bằng Z này, Z bằng 17 này. Chu kỳ là lớp lớn nhất đây là lớp 3. Mũ là số A lớp ngoài cùng, số lớp ngoài cùng ở đây là bằng 7, như vậy nó là 7A. Tiếp tục. M về M2 cộng. Không phải M mà là Y. Y chúng ta về Y2 cộng. Chúng ta lấy đầu trừ cuối ra khúc giữa. Không trừ đi 2 thì trừ 2. Thằng này là 18. Bao nhiêu trừ 2 bằng 18? Phải là 20 không? Như vậy mình có Y chúng ta Z bằng bao nhiêu? Z bằng 20. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Rồi vị trí thì em trả lời 3 câu. Ô nào, chu kỳ ra sao và nhóm như thế nào? Được chưa?
Ô này, ô là bằng cái mũ, mũ là bằng Z chứ bằng 20. Được chưa? Tiếp. Chu kỳ là lớp lớn nhất. Lớp lớn nhất đây là lớp 4. Nhóm, nhóm đây là 2A. Được chưa? Chúng ta đến câu 3. Đây vậy. Nguyên tố M thuộc chu kỳ 4 nhóm 2B. Có ở trong bảng hệ thống tuần hoàn có cơ hai ở trạng thái cơ bản là. Rồi, câu này có thể là câu khó đấy em. Đây nghe thầy giải thích. Để nhớ được chu kỳ và nhóm chu kỳ của nó thì dễ, hiểu không ạ? Chu kỳ B là chu kỳ 4 này. Chu kỳ 4 thì chúng ta dễ rồi. Thì lớp lớn nhất là lớp 4 này thấy không? Thì chắc chắn thằng này sai vị trí là bỏ này. Rồi, bây giờ mình nghe này. Từ cấu hình này, chúng ta suy ra vị trí và từ vị trí chúng ta suy ra được cấu hình được. Được chưa? Từ cấu hình này chúng ta suy ra được vị trí và từ vị trí và cấu hình chúng ta có thể suy ra được tính chất, nhưng mà cái này mình bỏ hết đi, đừng học cái này. À, chúng ta nhớ giới cho thầy từ 21 cho đến 30 này. Giới từ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Thì để tính nhóm thì chúng ta sẽ dùng quy tắc là bộ bài thằng Thánh. Đây. Cái này chỉ có Thánh bài mới biết được thôi. Rồi, 2 cộng 1 là bằng 3. 21, 22, 23, 24, 25. Được chưa? Quýnh là 3, 4, 5, 6, 7. Cái này có nghĩa là gì? 21 của chúng ta, được chưa? Là rơi vào đâu? Nghe rồi. 21 thì rơi vào nhóm 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Được chưa? 26, 27, 28, 3 cái 8, xì heo. Được chưa? 3 cái 8, xì heo này. Đây là phương pháp bộ bài thằng Thánh. Như vậy, đây là 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 8, 8B, 1B, 2B. Như vậy, người ta cho là chu kỳ 4 nhóm 2B là giấy bằng 30. Nghĩa là khi người ta cho như thế này là chúng ta không viết được cấu hình này đâu, mà chúng ta phải suy ra Z đã. Đây, từ đây suy ra Z nó bằng 30. Được chưa? 21, 22, 23, 24, 25, 34, 5, 6, 7. Đúng đúng không? 26, 27, 28, 3 cái 8. Đúng không? 29, 30, xì heo. Bạn hiểu tôi đang nói gì không? Đây mời nói lại nè. Rồi chúng ta có Z từ 21 đến 30 được chưa? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Đúng về nguyên tắc á, là em phải đi từ con số 1 này này. Tất cả dựa vào đây này. Được chưa? Để xác định được chu kỳ và nhóm thì chúng ta dựa vào đây hết này. Tuy nhiên cái thằng này là nó rất là khó nhớ và sau này nó không có ứng dụng nhiều. Do đó thì bỏ cái này đi. Được chưa? Đúng nguyên tắc là chúng ta phải đi từ đây, hiểu không ạ? Nhưng mà bỏ đi. Bây giờ mình sẽ đi từ số 2 này. Đi từ số 2. Thì đây là 21 này. 22, 23, 24, 25. Thì chúng ta gắn có bộ bài chúng ta này, 21 là 3 này, 22, 22 là 4 này, 23 này, 24 này, 25 này, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, hiểu chưa? Nghĩa là 21 chúng ta thuộc nhóm 3B, 3 bit tức là 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, bạn hiểu chưa nào? Rồi, 28, 29, 26, 27, 28 thì nó là 8B, 8B, 8B. B trong bộ bài người ta gọi là bích đúng không em? Bích chuồng rô cớ. Bạn có chơi bài không ạ? À? Chơi phê biết có chơi chút chút chứ đúng không? Em Rồi. không chơi thầy. Không chơi thì không biết thôi. Nói chung là mày không chơi ít á, mày chơi nhiều. Con không sáng mà không chơi sọc sạo. Tiếp. Tiếp tục nè. Rồi, vì chúng ta chỉ có tối đa là nhóm 8B thôi. Tiếp tục, 29 nhóm 1B, 30 nhóm 2B. Như vậy người ta cho chúng ta là gì rồi? Nhóm mấy B? 2B, chu kỳ 4 thì về giấy bằng 30. Khi đó chúng ta giấy bằng 30 cấu hình này là công 3D4S. Được chưa? 18 này, 20 này, 30 thì đây D10 này. Như vậy có đúng đây là câu A. Được chưa? Còn không thì chúng ta sẽ dùng suy luận ngược lại. Giấy tới đây là 18 này, 18, 20, 30 giấy bằng 30. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, xì heo. Như vậy nó là 30. Như vậy nó là thuộc chu kỳ 4 nhóm 2B. Đúng qua luôn. Câu B đây. Đây là nhóm 2A em nhé. Đây là 18 này. 20, 22, giấy bằng 22. 3, 4, 21, 22. Như vậy nó thuộc nhóm 4B. Đây thuộc nhóm 4B. Rồi thằng đi xa rồi không nói. Rồi chúng ta đến câu tiếp theo. Câu 4. Rồi, hai nguyên tố A và B
hai nguyên tố AB trong cùng một nhóm ở hai chu kỳ liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn, tổng số proton thằng này là bằng 32. Hỏi hai nguyên tố đó là, để làm được bài này thì chúng ta phải có được cái bảng tuần hoàn. Đây là bảng tuần hoàn, được chưa? Nên mình sẽ copy cái bảng tuần hoàn qua bên này để nói chuyện cho nó dễ. Đây em ơi, rồi chúng ta có này, người ta cho như sau: AB là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm, đây cùng nhóm này, thấy không? Cùng nhóm, nhóm là đây, nhóm là theo cột này đây. Rồi ở hai chu kỳ liên tiếp, ví dụ chu kỳ 1 và chu kỳ 2, chu kỳ 2, chu kỳ 3, chu kỳ 3, chu kỳ 4, ok chưa? Có tổng số proton của A và B là bằng 32. Hỏi hai nguyên tố đó là. Rồi bây giờ nếu mà ở đây mình có như sau này, cái nhóm của chúng ta, được chưa? Cái nhóm chúng ta nằm đây, nhóm chúng ta nằm trên ngón tay, nằm ở ngón nào thì nhóm đó, còn chu kỳ nằm ở khớp, được chưa? Chu kỳ nằm ở khớp. Đây, đây là nhóm này, và đây, đây là khớp này. Chúng ta nhìn nha, giả sử đây mình khảo sát này, mình sẽ khảo sát là liti và natri, hai thằng này là thuộc cùng nhóm 1A này, được chưa? Thuộc cùng một nhóm này, ở hai chu kỳ liên tiếp. Hai chu kỳ liên tiếp là chu kỳ 2 và chu kỳ 3. Hơi thằng này hơn kém nhau 8 nguyên tố này. 3 với 11 là 8 này. 11 và 19 thì hai thằng này hơn kém nhau 8 này. 19 và 37. 37 trừ 19 thì bằng 18 này, hơn kém nhau 18 nguyên tố này. 37 và 55. 37 55 cũng là 18 này. Hai thằng này hơn kém nhau 18 nguyên tố này. Và 55 và 87 hơn kém nhau 32 nguyên tố. Như vậy, khi người ta nói là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm ở hai chu kỳ liên tiếp thì nó sẽ hơn kém nhau 8, 18 hoặc 32 nguyên tố, được chưa? Rồi, người ta cho tổng số proton trong hạt nhân là bằng 32. Rồi bây giờ chúng ta có như sau. Đây này. Canxi chúng ta là 12, thằng đi 20, chúng ta kiểm tra đúng không? Đúng rồi này. Đúng chưa? Hai chu kỳ liên tiếp hợp lý luôn này. Tổng số proton bằng 32 này. Oxy là nhiêu? Oxy là 8, thằng đi là 16. Có 24 à? 7 và bao nhiêu? Đây này, nitơ này, nitơ với silic là khác nhóm nào, thấy không? Sai. Carbon và silic, carbon đâu? Carbon này, silic đây. 6 với 14 là có 20 à? Như vậy có đúng đây là câu A, xong. Hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm này, hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm này, ở hai chu kỳ liên tiếp thì có thể hơn kém nhau 8 này, hơn kém nhau 8 này, hơn kém nhau 18 này, hơn kém nhau 18 và hơn kém nhau 32 nguyên tố. Được chưa? Rồi chúng ta thử vô là xong, hết. Rồi, để làm được câu này thì chúng ta học thuộc bảng tuần hoàn, học thuộc bảng tuần hoàn này đi. Nhóm 1A này, hỡi Lina không rời bỏ cộng sản pháp, tức ghi mà bé mang cá sang ba ráng, bò ăn gà trong tủ lạnh, chú sĩ gọi em sang nhậu phở bò, Nhật pháp anh xét bị, ông say sẽ té bò, phải chăng bé yêu anh thương, hè này anh không xem ruột. Đó, chúng ta thuộc nhóm A thôi, chừng này thôi. Rồi chúng ta đến câu 5. Câu 5 chúng ta cũng dùng triết lý giống như câu 4. Đây mời. Người ta cho như sau: hai nguyên tố gây đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ và có tổng số điện tích hạt nhân là bằng 25. Chúng ta nghe kỹ. Hai nguyên tố kế tiếp nhau trong một chu kỳ, ví dụ mình khảo sát chu kỳ 2 đi, kế tiếp nhau ví dụ 3 và 4 phải kế tiếp nhau không? 4, 5 kế tiếp nhau trong một chu kỳ không? 5 và 6 kế tiếp nhau. Như vậy hai nguyên tố kế tiếp nhau trong một chu kỳ thì nó sẽ hơn kém nhau 1, được chưa? Ở đây mình có như sau. Mình có này, mình có ZX là bằng XD. Thì ZD chúng ta là gì? Hai thằng này hơn kém nhau 1, hơn 1 này. ZD chúng ta sẽ bằng là X cộng 1. Giả sử là ZD lớn hơn ZX. Người ta cho tổng proton của hai thằng này, tổng số hạt mang điện trong hai trong nhân nha, là tức là proton á, với cộng cho giá đi theo đề cho là bằng 25 này. Ta sẽ ra được x cộng x là 2x này, 2x cộng 1 bằng 25. Thì đề số x bằng bao nhiêu? 25 trừ đi 1 là 24, 24 chia 2 là bằng 12. Thằng này bằng 12 thì thằng này là bằng 13, đúng không em? 12, 13 đây, lấy bàn tay ra bấm 12 đây, 12 đây, chu kỳ 3 nhóm 2A, 13 đây, chu kỳ 3 nhóm 3A. Như vậy cả hai thằng này đều thuộc chu kỳ 3. Nhóm đó là nhóm 2A và 3A.
Cô đúng ở đây mình chọn chu kỳ 3 đúng không? Nhóm 2A và nhóm 3A, cô đúng là cô D. Ai kiến gì không? Chúng ta tính được giấy bằng 12 này. Giấy bằng 12 và giấy bằng 13 này đều thuộc chu kỳ 3 này. Nhóm là nhóm 2A và nhóm 3A này. Đây, nó lại này. 12 và 13 đúng không? 12 này, 13 này, chiếu qua. Đều là chu kỳ 3 này. Thằng này thuộc nhóm 2A này, thằng này thuộc nhóm 3A, thế là xong. Bây giờ còn không viết câu hình này ra. Viết câu hình này ra luôn. Đây. Câu hình này ra là 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S2. Chu kỳ là lớp lớn nhất. Được chưa? Nhóm ở đây là nhóm gì? 2A. Thằng kia là 1S2, 2S2, 2P, 6, 3S2, 3P, 1. Chu kỳ là chu kỳ 3. Vì lớp lớn nhất là lớp 3, số lớn một cùng là tương ứng với nhóm, 2 cộng 1 là bằng 3. 3, xong. Và chúng ta đến câu 6. Câu 6 thì hơi khó hơn một xíu. Rồi. Chúng ta đến câu 6 này. Người ta cho hỗn hợp 8,8 gram hỗn hợp gồm 2 kim loại thuộc 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm 2A. Nhóm 2A này em ơi. Đó là bé mang cá sang ba ráng. Được chưa? Tác dụng với SL sinh khí hydro. Điều yêu cầu chúng ta là gì? Xác định hai kim loại và tính phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu. Thì câu này chúng ta làm như sau. Nghe kỹ. Bây giờ chúng ta phải xác định được rõ này. Nhóm 2A chúng ta gồm những nguyên tố nào này? Đó, nhóm 2A chúng ta gọi là kiềm thổ này. Được chưa? Thì nó gồm có là bé là nguyên tử khối này, là bằng 9 này. Mang 24 này. Cá là 40 canxi á. Sang đây em ơi, sang này. 88. 3. 3 đâu nhỉ? 3 đây. 337 còn ra đi chúng ta là 226 nhưng nó là phóng xạ. Thông thường chúng ta gặp tới 3 ri thôi. Bé mang cá xăm ba ráng 137. Được chưa? Rồi. Đây là quy tắc số 2 trong bảng hệ thống tuần hoàn đêm. Mình xóa này nha. Về chu kỳ này. Đây là 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy, thì bỏ này. Về chu kỳ. Đây là 2, 3, 4, 5, 6. Còn ra đi chúng ta phóng xạ. Bỏ đi. Dạ, hầu như không đụng ra đi đâu. Nghĩa là muốn có nó trong tự nhiên thì người ta sẽ dùng phần sóng phóng xạ để điều chế ra nó. Rồi, tới đây mình hiểu chưa nè. Rồi, ở đây người ta cho là hai cái thằng này là thuộc hai chu kỳ liên tiếp. Thì cái đó chúng ta sẽ dùng phương pháp là bánh mì kẹp thịt. Cái chân 2 chúng ta là phương pháp bánh mì kẹp thịt. Bánh mì kẹp thịt như thế nào? Thì bây giờ mình nói nè. Đây, ở đây mình sẽ gọi R trung bình là kim loại chung cho hai kim loại ở hai, được chưa? Ba chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm 2A. R nên là chung nha. Cộng cho HCl để thu được R trung bình Cl2 cộng cho H2. Ở đây chúng ta sẽ tính được số mol của khí hydro. Lấy 6,72 chia 22,4 thì thằng này là bằng 0,3 mol, nhẩm đi. 0,3 thì chuyển qua đây là 0,3 này. Được chưa? Mình tính được cái R trung bình. Nghe. Trung bình của chúng ta bằng cách gì? Đây là khối lượng mol sẽ bằng khối lượng chia số mol. Khối lượng là 8,8 chia cho số mol là 0,3. Rồi em tính cho thầy bằng bao nhiêu? Bao nhiêu em ơi? Bằng 29 là chu kỳ 3 thôi. Bằng bao nhiêu số cụ thể đi? 29,34 ạ. Rồi 29,34. Rồi nghe kỹ. 29,34 thì khi mình gọi là trung bình, hiểu cái trung bình không? Bữa trước mình học nguyên tử khối trung bình đúng không? Nguyên tử khối trung bình là gì? Có một số khối lớn, có một số khối nhỏ thì cái trung bình là nằm ở giữa. Thì bây giờ bài này cũng vậy thôi. Cái R này là R trung bình là bằng 29,34. Thì nó kẹp giữa đâu? Phải kẹp giữa magie và canxi không? 29,34 là ở giữa 24 và 40, nằm ở hai chu kỳ liên tiếp là chu kỳ 3 và chu kỳ 4. Tất em hiểu chưa? Như vậy là chúng ta có magie và canxi.
chúng ta bỏ câu D này, bỏ câu A này. Bây giờ chúng ta còn hai câu, một là câu C, hai là câu B. Từ đây chúng ta suy ra được này, suy ra được đó là magie bằng 24, canxi bằng 40. Magie chúng ta thuộc chu kỳ 3, canxi thuộc chu kỳ 4, phải ở hai chu kỳ liên tiếp chưa? Rồi. Nhưng mà ở đây để yêu cầu chúng ta là tính gì? Tính phần trăm khối lượng nữa. Em nghe, ở đây mình sẽ đặt thằng này là x mol, thằng này là y mol. Chúng ta có như sau. Tổng khối lượng là 8,8 gram. Cái thứ hai số mol không hợp đây, 0,3 mol. Rồi, khi đó chúng ta sẽ đi giải hệ tổng mol, tổng lượng để tìm ra đi. Sau khi tìm được ở đây rồi thì hiển nhiên em sẽ tính được phần trăm khối lượng của canxi và magie trong này. Thế thôi. Còn nếu bạn không làm được điều này, vẫn còn phương án khác để mình dự trữ. Nếu mà bạn nào thông minh hơn nhìn một chút xíu là chúng ta sẽ biết được câu đúng ở đây là câu C. Được chưa? Nếu người ta đánh máy không bị nhầm thì chắc chắn câu C đúng luôn. Bởi vì sao? Tổng phần trăm khối lượng của hai nguyên tố trong này là bằng 100%. Hai thằng này cộng lại không đúng bằng 100%, như vậy sẽ đúng. Không tin bạn đợi đi. Bởi vì người ta kêu là của mỗi thằng mà đúng không? Mà hai thằng cộng lại không đúng trăm thì vô lý rồi. Đúng chưa? Rồi tới đây. Đầu tiên chúng ta có mol hỗn hợp là chúng ta lấy x cộng cho y bằng 0,3. Cái này mình dạy bạn rồi này. Khối lượng của magie là 24x. Khối lượng canxi là 40y bằng khối lượng tổng là 8,8. Nhẩm đi em ơi, x bằng y bằng 8,8 thì nếu đây là đây 0,2, đây 0,1. 0,2 là 4,8. 4,8 cộng cho 0,1 là 4, như vậy đúng rồi. 0,2 0,1. Và máy tính sẽ tự hiểu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính được phần trăm khối lượng của một thằng thôi, còn thằng còn lại lấy trừ đi. Thằng magie trước, phần trăm khối lượng của magie. Được chưa? Mình sẽ lấy như sau. Lấy magie chiếm là 24 nhân mol 0,2 chia tổng là 8,8 nhân cho 100 bao nhiêu em? Bốn mươi lăm phẩy bốn mươi lăm thầy. Bao nhiêu? Ủa, 54,54 thầy. rồi 54,54%. Như vậy đề đây ghi nhầm đó, được chưa? Nếu đề ghi ra đúng thì mình chọn B rồi, đúng không? Tức là xấp xỉ bằng 55 chứ đã. Dạ còn 55 nữa Thì thằng còn lại là 44, 45,45. Thế thôi, hết câu này. Loại câu C. Nhưng mà bữa sau đánh máy chứ đúng tí nha. Đánh máy chỗ này biểu câu không cháu tôi chọn sao đúng được. Rồi, nếu mà bạn không ý kiến gì thì tới chắc mình đi tiếp thôi. À, tiếp rồi ạ, thoải câu mái đi 7. ạ. Đây. Câu 7 này nếu mà đúng cái dạy cái chương này thì tôi không biết dạy như thế nào luôn. Nhưng bây giờ nó cho như thế này phải dạy thôi. Đây. Người ta cho nhóm A. Trong nhóm A, được chưa? Thì đúng ở trong cái mình học cái chương số 2 thì nó có một quy tắc bá đạo lắm. Đây mình sẽ chỉ cho bạn. Đây là đi theo chu kỳ. Do cái đề này người ta cho đề là chương nguyên tử nhưng mà phần lớn kiểm tra chương 2 hết à. Đây là gì? Đây là chu kỳ này. Từ từ quên. Chúng ta có hai đường đi nha. Em ơi, mình sẽ chỉ bạn thế nào là chu kỳ, thế nào là nhóm như thế này. Chu kỳ chúng ta là đi từ trái sang phải, đây này. Được chưa? Nhóm chúng ta là đi từ đây xuống dưới. Được chưa? Như vậy đi muốn đi theo chu kỳ thì chúng ta sẽ đi đảo ngược lại nhóm. Đi từ dưới lên trên, từ trái sang phải là chu kỳ. Nhóm thì ngược lại, từ trên xuống dưới và từ phải qua trái, đây gọi là nhóm đó. Của quy tắc này tôi đảm bảo các bạn là nó sẽ làm siêu nhanh mọi bài luôn. Đây là nhóm. Rồi mình đọc hai cái đồ hình mạnh của chu kỳ và nhóm. Trong một chu kỳ đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì phi kim độ ấm điện à, tính axit có oxy và oxy hóa. Cái đề này mang tính chất là giới thiệu chương 2 là chủ yếu. Được chưa? Là tăng. Nhóm chúng ta là tính 3 giờ, tính khử, tính bán kính nguyên tử
và kim loại tăng. Chu kỳ là phi đồ ăn oxy tăng, còn nhóm là ba khử bán kim tăng. Như vậy đây người ta nói theo nhóm A, nhóm A thì chúng ta căn cứ vào đây, căn cứ vào cái phần tăng này, bán kính nguyên tử tăng đúng không? Chính xác, bán kính nguyên tử tăng. Chiều giảm độ ẩm điện, hiểu độ ẩm điện thì tăng theo chiều này đúng không em? Chiều ngược lại của độ ẩm điện như thế nào thì bên này nó sẽ giảm. Bạn hiểu đường không ạ? Đi đường này là nó tăng đúng không? Và chu kỳ là tăng thì nhóm ngược lại thì nó sẽ giảm. Đây là độ ẩm điện tăng này, thì chiều ngược lại thì độ ẩm điện sẽ giảm. Như vậy câu A đúng rồi. B, trong một nhóm A, năng lượng ion hóa thứ nhất giảm dần và giảm dần độ ẩm điện. Chúng ta có này, trong nhóm A thì giảm độ ẩm điện là đúng rồi này. Nhóm này, từ đây xuống dưới này. Độ ẩm điện giảm chứ nữa, vì bán kính của nguyên tử tăng, độ ẩm điện tăng theo chiều này. Thì chiều ngược lại sẽ là giảm thế thôi. Còn năng lượng ion hóa thứ nhất, năng lượng ion hóa thứ nhất là khả năng bứt ke ra thì nó phải là tăng chứ phải giảm, chỗ này là sai. C, trong một chu kỳ đây này, thì tính kim loại tăng theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Chúng ta nghe chu kỳ thì phi kim tăng, độ ẩm điện tăng, axit có oxy tăng, oxy hóa tăng, không có kim loại tức là kim loại giảm. Mình chỉ đọc những thằng tăng, còn không có tên thì nó sẽ giảm. Như vậy thằng này sai. Ví dụ như là cuối năm lớp bạn đọc đúng không, đọc gì được học sinh tiên tiến đúng không, học sinh giỏi hóa được chưa, đọc em đầu tiên là Phạm Xuân Trương có được chưa, không có Nguyễn Công Mai Phong thì sao, thì không được. Vậy thôi, rất đơn giản. Rồi D, trong một chu kỳ bán kính nguyên tử giảm đúng không, chiều này là không có bán kính tử giảm đúng chưa, giảm độ ẩm điện sai, độ ẩm điện tăng. Đây độ ẩm điện tăng, như vậy chỗ này sửa lại là thành tăng đó. Chúng ta học có một cái bài thôi mà tôi chỉ dạy bạn đúng hai câu thần chú, phi đồ ăn oxy, ba khử bán kim, hết. Và chúng ta học hai ngón tay. Chúng ta đến câu số 8. Rồi, người ta cho các nguyên tử A, B, C, D thuộc nhóm 1A có bán kính nguyên tử như hình vẽ, năng lượng ion hóa thứ nhất. Mày biết cái này không? Rồi, ở trong một nhóm đi từ trên xuống dưới thì năng lượng ion hóa chúng ta sẽ là tăng. Chúng ta nhìn nha, chúng ta nhìn lại là nhóm 1A này. Nhóm 1A chúng ta đọc là hỡi ly na không rời bỏ cộng sản Pháp, được chưa? Trong đó hydro không thuộc nhóm 1A và francis là nguyên tố phóng xạ. Thông thường chúng ta sẽ gặp 1, 2, 3, 4, 5 thằng này. Mở đây người ta cho 4. Bây giờ giả sử thầy chọn từ li ti cho đến rubidi, được chưa em? Thế chiều này là gì? Chiều này là bán kính nguyên tử tăng. Được chưa? Bán kính nguyên tử tăng và gì? Năng lượng ion hóa tăng. Năng lượng ion hóa tăng này quảng cáo là chủ yếu. Người ta nói như sau, chúng ta hiểu như thế này. Đây người ta đang khảo sát nguyên tử đấy. Nguyên tử này nhỏ tức là bán kính nó nhỏ này. Đây bán kính lớn này. Bán kính lớn hơn này. Rồi đây bán kính lớn hơn này. Như vậy chiều mà chúng ta nhớ nha, chiều bán kính nguyên tử chúng ta là đây này, bán kính trung bình được vẽ như sau. Tức là đây là vẽ theo bán kính, được chưa? Như vậy chiều này là gì? Ví dụ đây này, thằng này phải là rubidi không em? Theo hình này này thì bán kính nguyên tử tăng, nhỏ nhất đây là li ti, đây là rubidi đúng không, đây là kali và đây là natri, được chưa? Như vậy năng lượng ion hóa chúng ta sẽ tỷ lệ thuận với thằng này, như vậy sẽ là gì? Li na ca rubidi. Như vậy 4 3 2 1, dường như anh nói anh chọn B này, thấy không? Đến câu 9, người ta nói như sau, các nguyên tố hỏi là được sắp xếp theo chiều, nghe rõ, chúng ta đọc đề cho kỹ nha. Người ta nói này, độ âm điện của các nguyên tố sẽ được sắp xếp theo chiều giảm dần. Như vậy độ âm điện này, ở đây mình phải khoanh nó gồm những nguyên tố nào đã? Rubidi, đây, kali, natri, li ti và be, đúng không? Tất cả đều như vậy. Bây giờ chúng ta phải biết là chiều độ ẩm điện tăng là chiều nào? Độ ẩm điện tăng là theo chu kỳ. Em ơi, độ ẩm điện là tăng theo chu kỳ. Phi đồ ăn oxy, được chưa? Phi đồ ăn oxy thì độ ẩm điện tăng theo chiều đó. Như vậy đây, độ ẩm điện tăng chúng ta tăng theo chiều này. Độ ẩm điện tăng này. Độ ẩm điện tăng này, thấy chưa? Độ ẩm điện tăng là đây là độ ẩm điện tăng.
độ ẩm điện tăng. Nhưng yêu cầu chúng ta là độ ẩm điện tăng hay giảm? Chiều độ ẩm điện tăng là đã có, nhưng ở đây người ta nói là độ ẩm điện của các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Chúng ta chỉ có từ độ ẩm điện giảm thôi. Độ ẩm điện giảm thì chúng ta sẽ xếp ngược lại: Be, Li, Na, Ca, Rubidi. Chiều từ Rubidi đến Kali đến Natri đến Liti đến Bari thì độ ẩm điện tăng. 4 giảm, đảo ngược chiều: Be, Li, Na, Ca, Rubidi. Rồi xong. B. Chúng ta đến câu 10. Rồi, các phi kim có số hiệu, ôi trời, thì cũng lấy cái bảng này xuống thôi. Đây mời. Các phi kim của các nguyên tố là oxy, nitơ, carbon, silic có số hiệu lần lượt là được sắp xếp. Yêu cầu này em nghe kỹ này. Điều cho chúng ta là tính phi kim, máu chốt đây là phi kim. Mà nhìn đây là từ lớn đến bé, tức là phi kim giảm dần. Được không em? Người ta cho chúng ta là oxy này, 1 này. Nitơ là 2 này. Được chưa? Carbon là 3, silic. Đây. Phi kim chúng ta này, chiều này là chiều phi kim tăng. Chiều đi từ trái sang phải, được chưa? Là phi độ ăn oxy tăng, phi kim tăng theo chiều này. Nhưng để yêu cầu chúng ta phi kim giảm thì chúng ta đảo chiều thôi. O N C C. O N C C. O N C C. O N C C. Đây, câu A. O N C C. Như câu 11, câu 12 là thuộc chương sau thì mình né qua đi. Ok. Câu 13 chúng ta quay về trở về lớp 9 chúng ta làm việc. Ok, làm nhanh này. Người ta cho hòa tan 25,2 gram tác dụng với H24 loại dư, thu được muối khang. Như vậy mình cho là kim loại R đi. Tác dụng với H2SO4 để tạo thành R2SO4 tất cả A cộng H2. Các bạn, đây là 2, đây là A, đây là A. 2,52 gram, đây là 6,84 gram. Được chưa? Như vậy ở đây đề cho chúng ta là cho chúng ta liên quan tới hai nguyên tố, đó là nguyên tố, hai dữ kiện đề cho đều liên quan tới nguyên tố R. Theo em. Và ở đây chúng ta sẽ dùng triết lý bảo toàn, chúng ta dùng bảo toàn R. Trong hai dữ kiện đề bài cho đều liên quan tới R, mình dùng bảo toàn R. Bảo toàn R như sau. Mình có mol của R bằng mol của R2SO4 tất cả A. Mình chưa biết hóa trị mà. Chúng ta nhìn. Còn nếu bạn thông minh hơn thì bạn cho nó hóa trị 2 luôn. Nếu tìm ra hóa trị 2 bằng 24 là magie, bằng 65 là kẽm, bằng 56 là sắt. Còn nếu không tìm được thì B đúng. Hiểu không? Rồi, mình đi bảo toàn R này em ơi. Trong này để bảo toàn R thì chúng ta lấy số nguyên tử của nó nhân cho số mol. Trong này có 1R nhân 1, 2R nhân 2, xong. Hoặc là em nhìn vào phương trình. Mol R, mol này. Mol R chúng ta cấp 2 lần mol này. Đó là kiểu của lớp 9, lớp 8. Bây giờ mình học lớp 10 rồi. Mình dùng bảo toàn bớt cho thầy đi. Bảo toàn là chúng ta ghi mol ra có bao nhiêu nguyên tử chúng ta cấp ra là xong. Mol R chúng ta là bằng 2,52 chia cho R. 2 nhân cho 6,84 chia cho 2R. Góc S4 chúng ta là 96A. Bây giờ kinh nghiệm cho thấy như sau. Em xét A bằng 1, bằng 2, bằng 3. Có A em sẽ tìm được R. Được chưa? Bấm này. Nghe kỹ nha, bấm này, bấm này. Mình để bên này chứ, quên. Rồi à, chúng ta chỉ cần bấm A bằng 1 thôi. 2,52 chia R. Máy tính chúng ta không hiểu R đâu. R là thằng nào? Mày là thằng nào? Thằng R là thằng nào mà mình nhìn thấy cho ra thằng nào? Bởi vì hiểu máy tính thì hiểu là X thêm nha. R máy tính thì hiểu là X. Nó đúp á. Rồi bằng nè. 6 2 nhân cho 6,84. Cái này tôi dạy bạn từ năm lớp 8 tới giờ rồi. 2R cộng cho 96 nhân 1. Mình cho A bằng 1 mà. Thì thấy bằng 1 vào luôn. Xếp sầu. 28. Được chưa? Rồi, chúng ta nghe kỹ. Chúng ta chỉ cần tính R bằng 1 thôi. Sau đó lấy cái nghiệm này nhân 2 lên là 56, nhân 3 lên là 84. Như vậy 56 có sắt Fe. Câu đúng ở đây là câu D. Câu 0 thì vô là em cho nó hóa trị 2 luôn. Nếu em tìm ra được 24 magie, 65 kẽm, tìm được 56 là sắt. Còn không tìm được thì hãy nhớ bây giờ nó sẽ hóa trị 3 vì chỉ nhôm hóa trị 3 thôi. Còn magie, sắt và kẽm hóa trị 2.
Hay câu này. Đến câu 14 em ạ. À. Đây. Đây chúng ta có như sau. Hòa tan 3 gam hỗn hợp gồm kim loại kim, M và natri vào nước. Để trung hòa hoàn toàn X dùng 50 gam dung dịch HCl 14,6% yêu cầu chúng ta tìm kim loại M. Thì ở đây chúng ta biết này, chúng ta sẽ dùng phương pháp bánh mì kẹp thịt bởi vì hai cái thằng này là hai kim loại. Em hiểu không ạ? Rồi, hai kim loại kim, kim chúng ta là kim loại hoặc nhóm 1A đấy em. Đây này. Kim này, kim là nhóm 1A chúng ta là Li-ti, Natri, Kali này, Rubidi này, Cc này, Francy này. Nhưng mà mấy thằng này là hóa trị 1 hết. Được chưa? Do đó đây bài này chúng ta sẽ làm như sau. Mình gọi R là nguyên tố chung cho cả kim loại kim M và kim loại natri. Rồi, chúng ta sẽ đi tới dùng với nước để thu được R trung bình OH cộng cho H2. Các bạn đây là 2, đây là 2 và đây là 2. Rồi. Để cho như sau, thu được dung dịch X của chúng ta là ROH. Lấy cái ROH này chúng ta đi tác dụng với HCl để trung hòa để tạo ra R trung bình clo cộng cho nước. Ở đây chắc nhiều bạn chưa thuộc được công thức tính số mol thì bây giờ thầy nhắc luôn này. Thầy chuẩn bị vũ khí hết cho các bạn rồi. Đây. Đây vậy. Khi tính số mol thì chúng ta có 15 công thức. 11, 12, 13, 14, 15, có 15 này. Đây là công thức số 15 này. Công thức này là thông thường mấy đứa hay bị lãng quên lắm. C phần trăm nhân M dung dịch chia cho 100% là ra gì? Là ra M chất tan đúng không? Mà mol là bằng M chất tan chia cho M lớn, như vậy chúng ta chia cho M lớn nữa thì ra mol. Được chưa? Tức là chúng ta kết hợp giữa 11 và 22 mới ra được 15. Như vậy chúng ta trở lại bài toán của chúng ta. Đây, thầy sẽ ghi lại số mol HCl này. Em sẽ dùng công thức là M dung dịch này nhân C phần trăm, bằng nào cho thuộc thì chúng ta ghi lại cho thầy, chia cho 100% M lớn. Rồi bằng bao nhiêu em ơi? Em lấy 50 nhân cho 14,6 chia 100 chia 36,5. Năm mươi nhân cho 14,6 chia cho 100 nhân cho 36,5 bằng 0,2 mol. Chúng ta nghe, đây 0,2 thì hiển nhiên tính được đây là 0,2. Đây 0,2 thì thằng này 0,2, nghe kỹ nha. Ta chỉ cho bạn cái phương pháp mà chúng ta làm bánh mì kẹp thịt như thế nào. Thấy chưa? Cái tâm hồn tôi ăn uống nên là mọi thứ tôi dạy đều gắn tới tâm hồn ăn uống cả, gắn với cuộc sống. R trung bình là sẽ bằng khối lượng chia cho số mol. Và bằng bao nhiêu em? Phải bằng 15 không? Hả? Đúng không? Bằng 15. Bây giờ làm sao chúng ta biết chúng ta chọn thằng nào? Chúng ta bằng 15 đó, làm sao biết chọn thằng nào? Nào chúng ta có này, nhóm 1A này, gồm có gì? Li là 7, natri là 23, đúng không? Rubidi, Lina 0, Kali 39. Rồi, gì nữa? Gì nữa? Rồi bỏ 85,5 cộng sẵn thì hơi hết rồi. 15 ở đâu? Mà chúng ta hiểu này, người ta đã cho sẵn natri rồi, natri đây 23. 15 của chúng ta nằm đâu? Nằm đây gì nữa? Như vậy nghiệm còn lại phải là li ti không? Phương pháp này là phương pháp bánh mì kẹp thịt. Tại sao nó được mệnh danh là tên rất là nổi tiếng như vậy? Dạ, bà biết bánh mì ngon nhất ở Việt Nam mình là bánh mì Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột mình nổi tiếng về bánh mì luôn á. Nha, 15. Thì chúng ta hiểu như thế này, khi mình ăn bánh mì kẹp thịt hay là ăn các loại bánh mì, thì khi mình ăn bánh mì đúng không? Mà có nhân á thì sao? Hai bên cái bánh mì, được chưa? Còn ở giữa chúng ta sẽ là gì? Thịt hoặc là những thứ khác đúng không? Như vậy, ở đây người ta gọi là bánh mì kẹp thịt, chúng ta có một thịt và hai bánh mì hai bên. Như vậy, khi mình tìm được giá trị trung bình này, đã tìm được một giá trị thì thằng này gọi là thịt. Đắp bánh mì vào, đây là bánh mì. Và đây là bánh mì, được chưa? Như vậy đây là thịt. Thịt ở giữa bánh mì hai bên đúng không? Nên gọi là bài này gọi là cái phương pháp gọi là phương pháp bánh mì kẹp thịt.
Ở đây là người ta ghi nhầm em nha, ly ti giấy bằng 7 em nha. Thầy sửa chính đính chính lại cho người ta. Câu đúng ở đây mình chọn là câu B. Nhưng nghe kỹ em ơi, nhưng mà nếu ví dụ như mình tìm đây nó bằng 30 đi, giả sử nó bằng 30 em ha. Nếu mình tìm được bằng 30 thì nằm bên này. Đúng không? 30 thì nó lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn 23, khi đó chúng ta có vô số nghiệm luôn. Như là gì? Nó có thể chọn kali này, có thể chọn rubidi này, có thể chọn cc, hiểu không ạ? Bây giờ tôi sẽ cover lại cái đoạn mà tìm ra hai thằng này này. Rồi chúng ta nghe kỹ. Đây mình sẽ bỏ đi. Đây là nhóm 1A đúng không em? Ở đây người ta cho sẵn chúng ta là kim loại nào rồi? Kim loại nào rồi? Natri, được chưa? Em phải khoanh một thằng có natri này. 15. 15 là như thế nào với natri? Đánh giá so với natri trước đã. Phải là nhỏ hơn natri không? Đúng không em? Dạ. Như vậy, vì 15 chúng ta nhỏ hơn natri, đúng không ạ? Như vậy 15 chúng ta sẽ lớn hơn một cái nguyên tố khác, cụ thể là nguyên tố li ti với bằng 7. M lớn bằng 7. Người ta ghi nhầm em nha. Đây là 7 chứ không phải 39 đâu, ghi nhầm á. Được chưa? Đó. Được chưa em? Còn ví dụ như là gì? Sao em? Hỏi. Tại sao lại là li ti? Bây giờ vì trung bình đó em. Trung bình là gì? Trung bình là có một thằng gì? Trung bình sẽ nằm giữa một thằng lớn và nằm trên một thằng nhỏ, hiểu không ạ? Ok thầy. Gọi là trên tình bạn với tình yêu á, thằng này tình gì thì mình không biết, được chưa? Ok ơi. Được chưa? Đây này, thằng này là gì? Thằng này là 23 là nằm trên này, nằm trên 15. Mà 15 là trung bình đúng không ạ? Thì phải chọn một giá trị nhỏ hơn 15. Mà nhỏ hơn 15 thì chỉ có thể là 7 thôi. 7 thì li ti B, được chưa? Nhưng nếu mà mình tìm được bằng 30 thì bài này nhiều nghiệm lắm. Nghe. Bài này nếu mà mình tìm được bằng 30 nha. Bây giờ thầy nói là nếu bằng 30. Để mình nói cho nó ra chắc luôn chứ còn nói mà để hiểu câu này thì nó làm gì. Đây 30 nè. Thì 30 chúng ta đã biết được thằng nhỏ nhất là bao nhiêu rồi. Natri. Thì chúng ta có thể chọn lớn hơn. Miễn là 30 là nằm ở giữa là được. Có natri và kali là nghiệm thứ nhất. Natri và rubidi là nghiệm thứ hai. Và natri và cc nghiệm thứ ba. Như vậy. Đúng không ạ? Không rời bỏ cộng sản pháp này. Còn có cộng sản nữa này. Và pháp nữa mà. Đó. Như vậy bài này có một nghiệm này. Hai nghiệm này. 3 nghiệm này, 4 nghiệm. Cứ nghe là natri kết hợp với thằng trên trên 30, trên 30 có 39. Được chưa? 85,5 và mấy thằng này. Được chưa em ạ? Như vậy bài này nếu mà nó mình tìm được giá trị mà bằng 30 thì bài này sẽ có 4 nghiệm thỏa mãn. Như vậy câu đúng ở đây vẫn chọn lại là câu B nha. Rồi. Chúng ta làm một câu cúng cuối cuối cùng. Chúng ta nghe đây. Câu 15. Cho M gam hỗn hợp 24 carbonat của kim loại A và B tác dụng với HCl thu được khí CO2 và dung dịch A. Cô càng dung dịch A thu được M gam muối khang. Rồi, điều cầu chúng ta tính giá trị M. Thì bây giờ bài này xử lý như sau này. Bài này xử lý một cách nhẹ nhàng cho thầy luôn. Bây giờ mình có biết hai kim loại AB là gì không? Không biết. Có biết hóa trị không? Không. Được chưa? Không biết này. Mở đây người ta hỏi gì? Hỏi M. Người ta hỏi chung. Đúng không ạ? Khi người ta hỏi chung thì gọi chung và dùng bảo toàn khối lượng. Dùng bảo toàn nguyên tố. Đó là triết lý. Như vậy, mình sẽ gọi R là kim loại chung cho hai kim loại A và B. Rồi là chung hết. Carbonat của chúng ta hóa trị 2. Đúng không? Thế nên hóa trị A. A2 bắt chéo là 2A. A2 bắt chéo là 2A chứ nữa. Chúng ta đi tác dụng với HCl. Bản chất là kim loại sẽ kết hợp với clo để tạo thành muối. Rồi, hydro kết hợp với CO3 để tạo ra CO2 và nước nhưng kém bền. Đó. H kết hợp với CO3 để tạo ra H2CO3 nhưng kém bền biến thành CO2 và H2O. Được chưa em ạ? Rồi chúng ta cân bằng. Đó 2R thì 2R đủ. 2A clo. 2A. 2A hydro, đây 2R đặt A. Thì đây là rồi người ta cho như sau, người ta cho thể tích CO2 4,48 lít. Em có thể đổi sang thằng này là bằng 0,2 mol. Em chuyển cho những thằng chưa có mol. Thằng này em lấy 0,2 nhân 2A chia A thì thằng này sẽ là bằng 0,4. A chia A là hết. 0,2 nhân A chia A là bằng 0,2.
Chúng ta nghe. Điều yêu cầu chúng ta là tính khối lượng thằng này bằng bao nhiêu gam, đúng không? Trong đó đề đã cho khối lượng thằng này rồi, là bằng 26 gam. Như thầy nói là gì? Như thầy nói là gì? Nếu đề yêu cầu chúng ta là gì? Đề hỏi chung, được chưa? Thì chúng ta gọi chung là cái thứ nhất, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng là cái thứ hai. Như vậy chúng ta chỉ cần bảo toàn khối lượng nữa là xong. Em lấy khối lượng của muối này là M, cộng HCl là 36,5 nhân cho 0,4 là khối lượng HCl, bằng khối lượng muối clo là 26 cộng cho CO2 là 44 nhân 0,2, được chưa? Nước là 18 nhân 0,2. Cái đó em tính M. Mấy cái bài này thì nó nằm trong cái quyển ôn tập 9-10 của mình á, bạn có xem hết trong đó là đủ hết. Em mình tính được là bằng 23,8 hả? Dạ. Ok, thì mình chọn có đúng là câu C, thế thôi.